Sáng nay tại huyện Tân Thạnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức lễ khai mạc hội trại trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt với chủ đề vui Tết trung thu. Tại đây, hơn 130 trẻ em đến từ 13 xã thị trấn trên địa bàn huyện Tân Thạnh cùng tham gia các hoạt động sôi nổi như thi trang trí trại, thi làm lồng đèn, chơi các trò chơi dân gian. Bằng sự sáng tạo và chuẩn bị chu đáo công phu, các em đã tạo nên hình ảnh hội trại rực rỡ, ấn tượng, thể hiện ước mơ khát vọng của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước. Hội trại nhằm tạo sức chơi lành mạnh cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được vui Tết Trung Thu năm 2024. Qua đó kêu gọi toàn xã hội cùng quan tâm, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, góp phần động viên các em phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.